mà sau này em mới biết bông hoa đó không phải của em, chẳng qua là em đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. Con tim em cứ ngỡ là duyên số, thì ra đó chỉ là chuyện hư vô. Lý do chia tay làm sao em mà có anh, mà sau này xa nhau em mới thấu, suốt trên đường khi yêu ai biết đâu, người mình từng thương giờ như hai người xa lạ đã biết hết về nhau. Sau này gặp nhau em muốn biết mùa hoa đẹp nhất anh có nhớ gì. Điều gì làm anh quay lưng đi? Nếu gặp lại nhau anh vẫn ôm em, hay anh sẽ né cho anh em, chỉ dám buông đôi câu chào. Sau này em sao? Do chia tay là gì em có biết không? Sau này gặp nhau em muốn biết mùa hoa đẹp nhất anh có nhớ gì? Ngày đó yêu nhau lúc xuân thì mà điều gì làm anh quay lưng đi? Nếu gặp lại nhau anh vẫn ôm em, chỉ dám buông đôi câu chào sau này em sẽ